Xin chào bác nhá. Hôm nay cửa hàng Văn Trang lên clip giới thiệu các bác một lô máy cưa xích Việt bãi lô chữ M các bác nhá. Lô này lên gồm 9 máy này, rất đẹp luôn, hàng tuyển lựa cho bác nhá. Giới thiệu sơ qua một lô máy này sẽ gồm có Estin, Sidoa, Sidoa Echo. Đấy, Sidoa nhá, Echo này, Tanaka này, Estin và Makita nhá. Rồi thì đầu tiên bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhá. Nút đăng ký kênh cho thông báo bên em bán hàng có ship hoàn toàn quốc nhá. Và tất cả những sản phẩm về máy cưa thì em sẽ bảo hành là nòng điện bơm nhất là 9 tháng cho bác nhé. Sản phẩm khi bác mua cơ xích là 3 món theo kèm giữa tip tô vít các bác nhé. Rồi xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Lô máy ngày hôm nay cho bác lô chữ M các bác nhé. Đó, lô chữ M các bác nhé. Rồi ok, đầu tiên con M1 ngày hôm nay này, có con máy đến từ thương hiệu của Makita các bác này. Mã của nó là Makita 335 nha các bác nhé, 35cc này, nòng 38 ly. Con này hạ cây đứng nhá, manh gỗ tầm đường kính là 100. Vanh gỗ tầm 100, đường kính là tầm 40-45. Nó rất là ngon, hạ cây đứng phải nói là cực kỳ là ngon. Máy cắt bao mạnh luôn. Và đặc biệt thì giá rất ưu đãi nhá. M1, 1,6 triệu bao phí ship nhá. Các bác nào mà kinh tế eo hẹp các kiểu, muốn mua con máy xài ngon, giá mềm thì các bác có thể tham khảo con Makita này. Đây, lưỡi nước này, lưỡi của nó mặt cắt là 30, mặt cắt là 35-40. Xích là xài xích chung 91, trọng lượng máy 5kg. Bơm xăng phụ nằm đây các bác nhé. Lưu ý rõ những cái dòng có bơm xăng phụ này. Các bác mới châm xăng vào, các bác ấn tầm đến tầm 2-3 phát vào cái bơm xăng phụ này nhé, cho nó đầy 4-5 phát cũng được. Rồi, thì toàn bộ động cơ của máy cưa ở trên thị trường đều là xài xăng pha nhớt hết các bác nhé. Các bác phải pha xăng pha nhớt với nhớt 2 thì. Đây, nắp này các bác đổ xăng pha nhớt 2 thì này. Còn nắp trên các bác đổ nhớt đôi lam các bác nhé. Tỷ lệ pha là 1/30, 1 lít xăng 30cc nhớt các bác nhé. 30cc nhớt đối với những dòng máy Nhật bãi. Tương đương các bác pha tầm 4 nắp của cháy này thì ok thôi. Rồi, con M1, một con Makita, giá của nó là 1,6 triệu bao phí ship cho bác nhé. Đây, con này thì phần này nó là công tắc nhé. Tắc các bác để vị trí ngang đang bật, dí xuống là tắt các bác nhé. Còn đây là lê gió này, lê gió thì đẩy lên là đóng lê, còn gạt ngang là mở lê các bác nhé. Đó. Rồi ok, M1 test nổ cho bác này, 1,6 triệu bao phí ship cho bác nhé. Ngon bổ rẻ luôn. M1 ngày hôm nay 1,6 triệu bao phí ship cho anh em. Rồi tiếp theo này, tiếp theo con M2. Đến con M2 ngày hôm nay thì có con tay dài Estin. Con này tay dài Estin xài cực kỳ là mạnh nha các bác nhé. Con này thì nó dính với cái mực của bên Nhật ấy, và không kỳ được các bác nhé. Đây, con này thì đây là dính mực đen nhé, mực của Nhật. Đấy. Con này máy móc sáng sủa đẹp. Máy này thì sẽ được trang bị công suất là đi rất mạnh nhá. Con này là 41cc, nòng 40 ly, cực kỳ mạnh luôn. Một trong những dòng tay dài phải nói siêu châu bò luôn. Con này thì các bác mua về, các bác để trong kho, các bác đi cắt khai thác chuyên nghiệp là ok cho bác nhé. Cắt những cây gỗ lớn là ok nhé. Vành gỗ tầm 101-102 mà đường kính tầm là đi 450, thoải mái luôn các bác nhé. Lam của nó mặt cắt 40, xích là xài xích chung 91 các bác nhé. Mặt tiền này rất đẹp luôn. Con này với cái trọng lượng máy của nó rơi tầm 5kg cho các bác nhé. Máy Estin thì phải nói xài cực kỳ đã rồi, tiếng máy cực kỳ chắc nhá, tăng xích ngon nha các bác nhá. Chạy dòng này siêu châu bò, siêu khỏe siêu châu bò cho anh em nhá. Riêng con này siêu khỏe siêu châu bò cho anh em nhá. Con này thì giá của nó là 2 triệu này, M2, một con Estin cực kỳ mạnh luôn. Lam của nó mặt cắt là đia 40, lam 45 mặt cắt 40, xích là xài xích chung 91 các bác nhá, trọng lượng 5kg. Rồi em test nổ con M2 cho bác này, 2 triệu, chạy siêu khỏe nhá. Đây, tiếng nổ như một chiếc xe con khô lớn. Ok, con số 2, 2 triệu bảo phí ship nhá. Con này xài cực kỳ là VIP luôn. Rồi tiếp theo M3.
bờ ba ngày hôm nay là một con cưa mini, con tay cụt nha. Con máy thích hợp cho bác cắt leo trèo tỉa cành, cắt xung quanh vườn nhà, cắt cành, cắt nhánh, cắt gia đình. Con này thì mã của nó là PMS330A. Một con máy phải nói là cực kỳ đẹp luôn, rất đẹp luôn nhá. Máy như nhật quyền xài luôn. Lam của nó này là mặt cắt là 355-40 xích trung 91. Trọng lượng máy là 4kg, bơm xăng phụ nằm đây các bác nhá. Nó chụp giật trợ lực đây. Đấy. 4kg. Con này các bác nào có tuổi rồi mình mua về mà cắt leo trèo tỉa cành, cắt củi xung quanh vườn nhà. Đấy, rất là sướng luôn. Dòng cưa mini trọng lượng 4kg, con tay cụt. Con Tanaka, máy thì rất đẹp luôn các bác nhá. Đẹp 95%. Hàng thiếu cái thùng thôi. 33cc, nòng 37 ly, chạy 2 bạc, cực kỳ khỏe nhá. Con này thì phía trước này là trước này nhá. Các bác đổ là xăng pha nhớt, phía sau các bác đổ nhớt lên làng các bác nhá. Ốc áng thì 7 màu cho bác luôn. Rất đẹp luôn. Rồi, con M3 2 triệu bao phí ship cho anh em. Test nổ M3 cho các bác này. Đây giặt trắng tươi. Rất đẹp luôn. Tiếp theo này, tiếp theo con số 4 này. Con số 4 ngày hôm nay thì em có con máy đến từ thương hiệu Echo. Con này là Echo 441 nhá. Con này phải nói là chạy cực kỳ khỏe luôn. Nó là một cái dòng máy phải nói là rất là được chuộng ở anh em miền Tây. Cánh anh em miền Tây rất là chuộng nhá. Máy móc còn liền lạc rất đẹp luôn này các bác này. Con này phải nói là xài siêu vip luôn. Cái lam của nó lam Latin, mặt cắt là 40. Lam 45, mặt cắt 40, xích là xài xích lỡ, xích chân 325. Thì con này các bác mua về nhá. Các bác đi khai thác chuyên nghiệp, bác đi xẻ rất là ngon. 44cc, nòng 43 ly, trọng lượng máy rơi tầm 6kg. Chạy siêu bốc luôn. Con này chạy siêu bốc và đặc biệt thì hơi háng của nó nhá. Nó mạ một lớp cực kỳ là dày, cực kỳ là dày luôn. Giúp mà các bác vận hành những con máy này ngày các bác cắt 12-15 thì thoải mái luôn. Cắt siêu khỏe luôn. Riêng dòng Echo này thì càng cóc, cắt càng bốc luôn nhá. Đây này, cái nhớt lam nó dính rồi nhá. Lam liên còn rất đẹp luôn. Đây mặt này nhìn này, lam Latin còn cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Rồi, con M4 một con khai thác chuyên nghiệp cho các bác nhá. Cắt banh gỗ tầm 560 này, xẻ xiếc là ngon nhá. Giá 2.8 triệu bao phí ship. Các bác thích dòng Echo thì tham khảo con này. Echo chạy bao vip cho các bác luôn. Test nổ con M4 cho bác 2.8 triệu nhá. Hãy anh em miền Tây, cánh anh em miền Tây rất thích dòng này luôn. Con này chạy cực kỳ thoát máy. Rất êm. Chiếc xe phân khối lớn luôn. Con này cắt tải phải nói là cực kỳ nhanh. 2.8 triệu bao phí ship nhá. Con M4. Rồi tiếp theo con M5 này. Đấy, cái nhớt thải của nó hơi bị nóng chút xíu nhá. Nhớt thải. Rồi ok, thì con M5. M5 ngày hôm nay là một con máy đến từ thương hiệu Shidaiwa. Một con máy đến từ thương hiệu Shidaiwa. Con này là Shidaiwa 1035S nhá. Một cái dòng máy cho các bác cắt gia đình, cắt củi. Các bác có tuổi rồi thích cái dòng Shidaiwa thì các bác tham khảo này. Con này máy cực kỳ là mới luôn các bác này. Đấy, hai ốc sứ làm to chả bá luôn. Nó là đời 4 số cho nên được trang bị một cái chụp giật trợ lực lớn nhá. Chụp giật trợ lực lớn này thì sẽ giật cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng. Con này làm theo máy này, làm mặt cắt là đi 35 làm 40, xích là xài xích chân 25. Trọng lượng máy là 5kg các bác nhá. Máy móc thì thẳng xích thẳng chiếc sẽ đủ cả 35cc, 39 ly. Bơm xăng phụ này 35,2cc. Trọng lượng cả lam xích và rơi tầm 5kg. Máy rất đẹp luôn nha các bác nhé. Con này giá của nó là 2.4 triệu. M5 2.4 triệu. Bao phí ship cho anh em. Máy như mới luôn. Test nổ con M5 cho các bác nhé. Máy thích hợp cho bác cắt gia đình, cắt hạ cây trong gia đình nhé. Rất là ngon luôn. Riêng Shidaiwa chạy khỏi nghĩ rồi. Đời 4 số nhé. Đời 4 số Shidaiwa short. Kìa ngon. Test nổ này.
Con này giá 2 triệu tư, căng tin này chỉnh nguy cao đây, căng tin con này rất là thuận tiện này. Đấy, các bác chỉnh chỉnh tiêu bằng tay đây nhé, khá là ok luôn. Con Nam 2 triệu tư bao ship này. Rồi tiếp theo, con M6 của 6 quyền nhảy vẫn đang đeo. M6 đây, M6 cũng là con Siêu A nữa các bác này, con Siêu A 360 Nam là tinh bản bự nhá, con này Nam dài mặt cắt là lên tới là 50 các bác nhá, xích là xài xích trung 91. Nam là tinh bản bự nhá, thì Siêu A này thì phải nói là các bác thích cái dòng siêu bền thì có tham khảo con này đi hạ cây đứng tầm trung vanh gỗ tầm đường kính là đi 45-50 thoải mái nhá. Trọng lượng máy 5,5 kg, siêu A, siêu chất rồi. 36cc, nòng 40 ly, dòng này tua cực kỳ là lớn luôn, cắt tải cực kỳ là nhanh và đặc biệt độ bền rất là cao. Xích là xài xích trung 91, làm là tinh giấy keng này, quá đẹp luôn anh em nhá, cực kỳ là xuất sắc. Thôi con này các bác đi khai thác tầm trung cắt keo cây mỡ xoan xiếc này, phải nói là cực kỳ là sướng luôn nha các bác nhá. Con M6 2,7 triệu bao phí ship cho anh em. Các bác thích xài siêu A, các bác đã xài những cái dòng máy cắt cỏ hay là máy phát điện siêu A biết động cơ xài bá đạo luôn các bác nhá. Bá đạo luôn các bác nhá. Rồi, test nổ con M6 cho bác này. Con M7 này, M7 có con Echo 362 này, con Echo 362 đấy, cũng là dòng Echo này, các bác ở miền Tây rất là thích dòng này nhé. Con này sẽ trong bị số là 36cc, nòng 40, trọng lượng máy 6 kg, làm là tinh cực kỳ đẹp này, như mới như chưa xài luôn đấy, mặt tiền này vàng óng luôn nhá. Đấy, con này thì 36cc, nòng 40 ly, làm là tinh bản bự này, con này thì thích hợp cho các bác nhá, cắt đi mướn, cắt mướn kiếm tiền này, xài cực kỳ là ngon đây. Gạt nó thắng xích thắng chiếc còn các bác nhá. Con này cắt mướn kiếm tiền là ok nhá, cắt bánh gỗ là 40-45 xoan xiếc các kiểu này, mà các bác yêu cầu một cái dòng máy cực kỳ là trâu vào húc nhá, xài cực kỳ bền, độ bền siêu cao thì các bác có thể tham khảo con này các bác nhá. Các bác tham khảo này nhá. Con này thì nắp này các bác đổ là xăng pha nhớt, nắp này các bác đổ nhớt đuôi lam. Đấy, xích là xài xích lỡ này, xích chân 325 các bác này. Rồi, M7 2,6 triệu bao phí ship cho anh em. Test nổ con 362 cho bác nhé. Dòng này thì xài bao phê luôn, hơi hám chắc nịch luôn. Toàn bộ nhá, bao nhớ là toàn bộ cho bác yên tâm luôn. Ok, thì M8 ngày hôm nay là một con máy là Estin này, rất đẹp luôn nhá. Con này là Estin 210C. Con này thì máy được trang bị công suất là đia 40cc, nòng 40 ly, làm rất đẹp luôn nhá. Làm mặt cắt là 35, làm 40, xích trung 91 nhá, làm mặt cắt 35. Con này thì bao VIP cho các bác luôn. Chụp giật của nó này là một cái chụp giật là trợ lực lớn. Chụp giật trợ lực lớn này thì cực kỳ dễ dàng vận hành nhá. Bơm xăng phụ đây các bác nhá. Trọng lượng máy con này là rơi tầm gần 6 kg. Máy thích hợp cho bác cắt khai thác tầm trung. Đấy, vanh gỗ tầm đường kính là 45-50. Nói chung là thương hiệu Estin là thương hiệu cưa và phải nói là hàng đầu của thế giới rồi. Cho nên là bác yên tâm cho về chất lượng, độ bền cực kỳ cao, thắng xích thắng xiếc này. Đó, bơm xăng phụ đây các bác lưu ý khi bác vận hành những con này.
bác bơm sang phụ cho em nhé. Dòng ST này thì khi các bác cắt vào tải thì nó cực kỳ là bám tải luôn, giúp vận hành máy, thứ nhất là lợi xăng, thứ hai là nó cực kỳ là nhanh, cắt cực kỳ là nhanh đó. Rồi ok, M8 một con Estin siêu VIP cho các bác 210C, con này giá là 3.600.000 nhá, đã bao phí ship nhá, cho các bác chơi hàng cao cấp luôn. Test nổ con M8 cho các bác này. Đấy, chủ trợ trợ lực lớn này, giật tao nhẹ luôn. Ship nhá. Rồi tiếp theo con M9 con cuối cùng có một con CDOA. Con CDOA con này là CDOA 395 này. Đây, nó cái tem của nó bị rách rồi. 395 này, series này. 395 nhá. Đó, series là 1461, máy rất là đẹp luôn, mặt tiền này. Con này thì máy được trang bị sắt là 40cc, nòng 40 ly, một con CDOA siêu VIP luôn. Con này các bác đi hạ cây đứng, đường kính là tầm 50 và 120-130, bao ngon luôn nhá. Dòng này tua cực kỳ là mạnh luôn, máy chạy bao êm bao bền. Có van xả áp đây các bác này, có van xả áp này. Đó, có van xả áp đây các bác nhá. Cái lam theo máy là mặt cắt là đi 40. Lam 45 xích là xài xích lỡ, xích chân 325 cho bác nhá, xích chân 325. Trọng lượng máy là 6 kg. Thì các bác nào mà thích dòng CDOA, các bác có thể tham khảo. CDOA thì máy chạy nhá, tua cực kỳ lớn luôn, cắt cực kỳ là nhanh, độ bền và độ tiết kiệm nhiên liệu phải nói là cực kỳ là cao rồi. Cho nên là các bác yên tâm cho chất lượng nhá. Làm xích theo máy là như mới luôn, làm xích theo máy như mới luôn. Rồi, con M9 con cuối cùng ngày hôm nay, trọng lượng máy là 6 kg, 395, 40cc, nòng 40 ly, giá là 3 triệu, bao phí ship cho các bác nhá. Em test nổ con cuối cùng ngày hôm nay cho các bác này. Tiếng khi lên ga thì cực kỳ là lẹ nhá, hút tầm luôn các bác nhá. Rồi, con cuối cùng ngày hôm nay, con M9 3 triệu đồng bao phí ship nhé. Đó ok. Thì các bác nào quan tâm sản phẩm thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 2330. Xin chào tất cả mọi người.